Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao xe đạp cho học sinh nghèo tiếp bước đến trường năm học 2020-2021. Đến dự có ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Phúc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã trao 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Châu Đốc, với tổng số tiền là 100 triệu đồng do các mạnh thường quân tài trợ. Thời gian qua, với sự chung tay đồng lòng góp sức của các cấp các ngành và nhiều nguồn lực trong xã hội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được tạo điều kiện đến trường trong năm học mới. Đây chính là sự lan tỏa, đồng thuận, chăm lo cho giáo dục của toàn xã hội, là điều kiện tiến đến xây dựng một xã hội học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.